Xin chào các bạn, trong bài học hôm nay gái Excel sẽ hướng dẫn các bạn 15 hàm Google Sheet bạn cần biết Ở đây mỗi hàm mình sẽ để ở một sheet Đầu tiên là hàm sum Đây ví dụ mình có danh sách 10 nhân viên và doanh thu của các quý Bây giờ mình sẽ tính tổng doanh thu của từng nhân viên một nhé Thì các bạn sẽ bằng bằng hàm sum Đấy các bạn ấn tab này Cú pháp của hàm sum là các bạn có thể tách rời từng giá trị Ví dụ mình lấy quý 1 này, phải quý 2, phải, quý 3, phải, quý 4 Đấy không các bạn enter thì nó sẽ ra là 515. Hoặc gì ạ? các bạn có thể gõ là bằng xăm. Các bạn có thể bôi đen cả cái vùng dữ liệu. đấy Từ C3 đến F3. Đấy, xong các bạn Enter. Đấy nó cũng ra 515 ạ. Sau đó các bạn tính đúp nhé. Đấy như vậy là mình đã có doanh thu của 10 bạn. Tương tự mình có thể tính tổng của gì ạ? các quý ở đây của toàn bộ nhân viên nhé. Thì các bạn bằng xăm này. Các bạn ấn Tab. Đấy thì Google Sheet nó rất là thông minh. Nó sẽ tự hiểu. Ở đây là mình sẽ tính tổng của cái cột C này tức là từ C3 đến C12 đúng không ạ? Các bạn enter. Đấy. Sau đó các bạn tích vào ô này các bạn kéo sang phải nhá. Như vậy mình đã có tổng doanh thu của toàn bộ các quý. Đây là doanh thu cuối cùng là cả năm của toàn bộ nhân viên. Đấy là 5917 đấy. Tiếp theo là hàm ít. Ở đây giả sử mình có danh sách là 10 nhân viên nhá. Ở đây là có tổng điểm, điều kiện là gì ạ? Nếu tổng điểm lớn hơn 50 thì mình sẽ cho là lên lớp đúng không ạ? Thì các bạn sẽ dùng cái hàm ít nhá. Các bạn bằng này, ít này. Đấy, thành phần đầu tiên của hàm if là biểu thức logic thì nếu như mà gì ạ cái tổng điểm ở đây này mà gì lớn hơn 50 đúng không ạ phải thành phần thứ hai là giá trị trả về nếu như biểu thức đúng thì các bạn ghi là lên lớp đúng không ạ đấy mình sẽ ghi là lên lớp đóng hoặc kép lại phải giá trị trả về nếu biểu thức sai biểu thức sai ghi là gì ạ đúp chẳng hạn thế nhá đấy còn đóng hoặc kép đóng hoặc đơn lại để xong hàm if các bạn enter đấy thì như vậy bạn này 31 nhỏ hơn 50 thì bạn nên đúp đúng không ạ? Vậy các bạn tích đúp này. Đấy. Tương tự bây giờ học bổng nhá. Thì học bổng thỏa mãn hai điều kiện, tổng điểm phải lớn hơn 80 và gì ạ? Hạnh kiểm phải là tốt. Đấy như vậy ở đây mình phải dùng hai hàm íp lồng nhau. Thì đầu tiên các bạn bằng íp này. Íp gì ạ? Nếu như mà gì? Tổng điểm ở đây mà gì ạ? Lớn hơn 80. Lớn hơn 80. Phải hàm íp thứ hai là gì ạ? Íp nếu như gì ạ? Hạnh kiểm ở đây và bằng tốt bằng gì ạ mở hoa kép tốt đấy phẩy thì các bạn sẽ trả về gì các bạn sẽ trả về là học bổng thì có thể bạn các bạn tích dấu x này cũng được đấy tùy các bạn muốn trả về kết quả gì nhá phẩy ngược lại thì các bạn không trả về kết quả gì ạ các bạn đóng ngoặc lại để xong hàm x ở bên trong phẩy các bạn cũng không trả về kết quả gì nếu như mà tổng điểm ở đây mà nhỏ hơn hoặc bằng 80 đấy đấy các bạn đóng ngoặc đơn lại để xong hàm x đầu tiên các bạn enter đấy như vậy bạn này chưa được học bổng nhá các bạn thích đúp vào Đấy như vậy ở đây chỉ có 3 bạn này được học bổng thôi. Đây là 95 và hạnh kiểm tốt thì đạt học bổng đấy các bạn, thấy không? Rất là ok. Ở đây thực ra mình có thể dùng hàm ít kết hợp với hàm n nhưng mà trong bài học này mình đang hướng dẫn hàm if thì các bạn sẽ dùng hai cái hàm if lồng nhau nhé. Sang cái hàm thứ ba là hàm sum if và sum if s tức là tính tổng có điều kiện. Thì giả sử ở đây mình có là danh sách của 10 nhân viên, đây là giới tính và đây là doanh thu. Đầu tiên yêu cầu là gì ạ? Tính tổng doanh thu của các bạn nữ. Ở đây là các bạn nam, như vậy ở đây là tính tổng mà có một điều kiện thì các bạn có thể dùng hàm sum if nhé bằng sum if này. Đầu tiên là range tức là cái vùng điều kiện thì các bạn sẽ bôi đen cái phần giới tính nhé. đấy các bạn sẽ tích. Các bạn có thể bôi đen cả cái cột tiêu đề cũng được. Phẩy thành phần thứ hai là điều kiện. Điều kiện là nữ đúng không ạ? Thì các bạn mở ngoặc kép các bạn ghi nữ ở đây. Đấy các bạn đóng ngoặc kép lại. Phẩy cái vùng tính tổng là gì ạ? Cái vùng doanh thu này. Đấy các bạn đóng ngoặc lại, các bạn enter. Như vậy gì ạ? Tổng doanh thu của các bạn nữ là gì ạ? 2834 các bạn làm hàm sum if tương tự cho các bạn nam này các bạn bằng sum if này. Đấy, thành phần đầu tiên là giới tính các bạn vẫn bôi đen cái cột giới tính đúng không ạ? Phải điều kiện là gì các bạn mở ngoặc kép các bạn ghi nam, các bạn đóng ngoặc kép lại, phẩy. Phải... đây cái phần tính tổng là cái phần doanh thu này. Đấy các bạn đóng ngoặc lại. Đấy như vậy doanh thu các bạn nam là gì ạ? 3, 389 Ok sang cái câu hỏi thứ hai là các bạn mà lớn hơn 500, tức là bây giờ cái điều kiện là doanh thu các bạn lớn hơn 500 và điều kiện là các bạn nhỏ 500 nhé thì các bạn cũng bằng sum if ạ. Đầu tiên là cái vùng điều kiện thì vẫn là cái vùng doanh thu này. Là vùng điều kiện đúng không ạ? Phải cái điều kiện là gì Các bạn mở ngoặc kép là lớn hơn. Đề bài ghi là lớn hơn 500 đúng không ạ? Đấy, các bạn đóng ngoặc kép lại. Phải cái vùng tính tổng thì vẫn là cái doanh thu này. Đấy các bạn enter. Đấy như vậy là tổng các bạn mà có doanh thu lớn 500 là diện 5105. Tương tự với các bạn mà nhỏ hơn 500 thì các bạn cũng bằng sum if này. Đầu tiên là cái vùng điều kiện đúng không ạ? Vẫn là doanh thu này. Phải các bạn mở ngoặc kép ra là điều kiện là gì ạ? Nhỏ hơn hoặc bằng 500. Các bạn đóng ngoặc kép lại phẩy vùng tính tổng vẫn là vùng doanh thu này nhá. Đấy các bạn đóng ngoặc đơn lại enter. Đấy nó ra là 1118. Sang cái ví dụ thứ ba là gì ạ? Tổng doanh thu các bạn nam và gì ạ? Lớn hơn 600. Như vậy ở đây có hai điều kiện là vừa là bạn nam và vừa doanh thu lớn hơn 600. Thì như vậy ở đây mình phải dùng hàm S tức là tính tổng nhiều điều kiện rồi. Các bạn bằng này S Cái hàm sumifs thì nó hơi khác hàm sumif ở chỗ gì? Cái thành phần đầu tiên của S lại là cái vùng tính tổng. Đấy nó khác với cả cái hàm sumif ấy. Hàm sumif thì cái vùng tính tổng nó lại nằm ở cuối cùng cơ. Còn sumifs thì cái vùng tính tổng nó lại nằm ở đầu tiên. Thì đầu tiên là vùng tính tổng nhá. Thì các bạn bôi đen cái phần doanh thu này đúng không ạ? phẩy Đầu tiên là vùng điều kiện thứ nhất nhé thì các bạn bôi đen cái phần giới tính này. Đúng không ạ? Các bạn phẩy điều kiện giới tính ở đây là nam. Đấy các bạn đóng ngoặc kép lại. Phẩy cái vùng điều kiện thứ hai là gì? Vùng điều kiện thứ hai là cái phần doanh thu này. Phẩy cái điều kiện thứ hai là gì? Các bạn mở ngoặc kép ra là lớn hơn 600. Đấy các bạn đóng ngoặc kép lại, đóng ngoặc đơn lại, các bạn enter. Đấy thì nó ra là 1588. Ok, tương tự các bạn nữ nhá. Thì các bạn có thể đơn giản các bạn copy công thức này này. Đấy, các bạn nhớ chuột phải copy. Đấy, các bạn tích vào cái này. Đấy, các bạn bôi đen, các bạn paste cái công thức vừa xong này. Đấy, mình sẽ thay nam. Các bạn tích đu vào đây, mình sẽ sửa nam bằng nữ nhé. Đây, các bạn bôi đen này, các bạn gõ nữ vào đây. Đấy, các bạn enter. Thì như vậy là tổng các bạn nữ là gì ạ? 1832. Các bạn chú ý với hai cái ví dụ đầu ở trên này á, thì các bạn có thể dùng hàm sum cũng được ạ. Tức là một điều kiện các bạn cũng có thể dùng hàm sum ifs nhé. Ok, Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn ba hàm liên quan đến xử lý text tức là hàm con kết nết, hàm join và hàm text join. Đấy, ở đây ví dụ mình có là các cái ô mà theo hàng ngang và cái đây là theo hàng dọc tức là theo cột. Bây giờ mình nối các ô này với nhau như thế nào? Thì mình sẽ hướng dẫn ba cái hàm nhé. Đầu tiên mình sẽ dùng cái hàm con concatenate. Đây các bạn ấn mũi tên xuống này, không các bạn ấn tab. Thành phần đầu tiên của con concatenate thì các bạn tích vào từng ô một Đấy, phải. Tiếp theo ví dụ các bạn muốn ngăn cách các cái ô này với nhau bằng dấu cách thì các bạn lại phải diện mở ngoặc kép cách ra lại còn đóng ngoặc kép lại phẩy tiếp theo là ô thứ hai đấy cứ tương tự như vậy thôi nhá thì ở đây mình enter thì mình hướng dẫn các bạn thì nó sẽ ra là gãy xeo trúc đấy tiếp theo là cái hàm join hàm join là gì hàm join thì nó sẽ ưu điểm hơn hàm tích một tí các bạn sẽ dùng cái hàm join để các bạn lại ấn tab này join gì cái delimiter đây là cái ký tự ngăn cách giữa các ô thì các bạn mở ngoặc ra các cách tức là mình muốn ngăn cách các ô bằng dấu cách đúng không ạ phẩy tiếp theo là cái value of array tức là mình sẽ bôi đen toàn bộ cái gì ạ cái vùng dữ liệu các bạn muốn lối chuỗi với nhau đấy không các bạn đóng vào các bạn enter đấy thì cái này nó hay hơn cái hàm con kết là gì các bạn không phải gõ từng ô một như cái hàm con kết nết ở trên này đấy mà các bạn sẽ lựa chọn cái array luôn đấy và nó có các cái ký tự mà mình mong muốn ví dụ mình không phải dấu cách nữa mà dấu gạch ngang đi đấy các bạn enter thì lúc này các cái ô nó sẽ cách nhau bằng cái dấu gạch ngang đấy các bạn thấy không rất là hay ạ và cái này nó không phân biệt hàng với cột như trong excel đâu đây ví dụ mình lại roi lại của cột nha các bạn sẽ thấy. Roi của ví dụ cách nhau bằng dấu cách nhá, phẩy. Tiếp theo là cái vùng dữ liệu của theo cột này. Đấy các bạn enter. Đấy các bạn thấy không? Khá là hay. Và cuối cùng mình sẽ dùng cái hàm tách roi, cái hàm này còn ưu điểm hơn nữa bằng tích roi này. Đấy, các bạn ấn mũi tiếp xuống các bạn ấn tab này. Tích roi là gì? Cái delimiter thì giống như cái hàm roi vừa xong rồi các bạn mở ngoặc kép các bạn cách ra. Đấy, phẩy. Tiếp theo là gì ạ? Cái x lo empty Tức là trong trường hợp các cái chuỗi mà mình lại có những cái ô mà nó rỗng ở giữa Đấy thì ví dụ mình trả về Nếu mà chu thì mình sẽ bỏ qua những cái rỗng đây Ví dụ mình đánh là chu đi Đấy phẩy Tiếp theo là gì ạ Tiếp theo là cái tích mà mình cần nối Thì mình sẽ tích ở đây Ví dụ các bạn nối xuống đây nhá Đấy các bạn enter Thì nó sẽ là gái xe. chúc bạn vui vẻ đúng không ạ Bây giờ ví dụ các bạn bỏ cái ô các này đi Đấy thì các bạn thấy hai cái kết quả này khác nhau ạ Cái này này nó sẽ có thêm một cái dấu cách trong khi cái này thì không. Bây giờ ví dụ mình xóa thêm một cái này nữa các bạn sẽ thấy đấy. Các bạn thấy rất là rõ đấy. Cái hàm roi ở trên ấy các bạn thấy không? Cái khoảng trắng này nó sẽ nhiều hơn. Đấy tức là vì đã có ba cái ô trắng này ở đây. Trong khi cái hàm hàm tích roi đây mình sẽ bỏ qua những cái ô mà rỗng. Các bạn thấy không? Khá là hay. Như vậy mình sẽ ưu tiên dùng cái hàm tách roi trong cái việc mà nối chuỗi nhé. Ok, hàm tiếp theo là hàm cao A. Ở đây giả sử mình có danh sách là gì ạ? Đây là 10 nhân viên và đây là các điểm thi của các môn toán lý hóa và Excel chẳng hạn thế. Bây giờ mình sẽ đếm xem là số môn thi của từng các bạn nhân viên này. Thì các bạn chú ý nhé, cái hàm cao A là cái hàm mà đếm các ô có ký tự. Các bạn sẽ bằng gì? Bằng cao A. Các bạn ấn mũi tên xuống, các bạn ấn tab này. Thì các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái vùng dữ liệu từ điểm toán đến điểm Excel ở đây. Các bạn enter. Đấy, như vậy ở đây bạn này chỉ thi có hai môn thôi là môn toán và môn hóa. Sau đó các bạn giữ cho trái, các bạn kéo xuống này. Đấy, mình áp dụng công thức. Như vậy chỉ có bạn này là thi đủ 4 môn, bạn gái Excel thứ hai này. Còn lại các bạn ở đây là thi thiếu số môn. Tiếp theo là hàm cao ít và cao ít S. Ở đây giả sử mình có danh sách là 10 nhân viên đúng không ạ? Đây là giới tính và đây là doanh thu. Câu thứ nhất là có bao nhiêu nhân viên nữ? Thì các bạn chú ý nhé, ở đây nó chỉ là đếm có bao nhiêu nhân viên với một điều kiện là nữ thôi. Thì các bạn có thể dùng hàm cao ít bằng cao ít này. Các bạn ấn tab này. Thì đầu tiên là cái vùng điều kiện thì các bạn sẽ bôi đen cái vùng dễ tính đúng không ạ? Phải điều kiện là gì ạ các bạn mở hoặc kép ra các bạn ghi là nữ đấy, các bạn đóng hoặc kép lại đóng hoặc đơn lại enter đấy như vậy là có bốn bạn nữ đúng không ạ các bạn nam cũng tương tự các bạn sẽ dùng hàm cao ít này đầu tiên là cái vùng điều kiện là cái vùng giới tính đúng không ạ phẩy cái điều kiện là gì các bạn mở hoặc kép ra các bạn ghi là nam đóng hoặc kép đóng hoặc đơn lại đấy như vậy là có sáu bạn nam và bốn bạn nữ ok trong cái ví dụ thứ hai là bao nhiêu bạn mà có doanh thu lớn hơn 500 thì các bạn sẽ bằng cao ít này đấy Đầu tiên là cái vùng điều kiện thì các bạn sẽ bôi đen cái phần doanh thu ở đây đúng không ạ? Các bạn phải điều kiện là lớn 500 đúng không ạ? Các bạn mở ngoặc kép ra lớn hơn 500. Đấy các bạn đóng ngoặc kép lại, đóng ngoặc đơn lại, các bạn enter. Đấy như vậy là có 7 bạn doanh thu là lớn hơn 500. Tiếp theo là mình sẽ đếm xem có bao nhiêu bạn mà có doanh thu nhỏ 500 đúng không ạ? Các bạn bằng cao ít này. Đấy. Đầu tiên là cái vùng điều kiện phải các bạn mở ngoặc kép ra điều kiện là gì ạ? Nhỏ hơn hoặc bằng 500 đúng không ạ? Đấy các bạn đóng hoặc kép lại, đóng hoặc đơn lại. Đấy, như vậy là có 3 bạn doanh thu nhỏ hơn bằng 500. Sang cái ví dụ tiếp theo là bao nhiêu bạn nam mà có doanh thu lớn hơn 600. Thì các bạn chú ý nhé, ở đây lại có hai điều kiện là theo giới tính và theo cái điều kiện thứ hai là doanh thu lớn hơn 600. Đấy thì các bạn phải dùng hàm cao IFS, tức là mình còn đếm có nhiều điều kiện đấy Đầu tiên là cái vùng điều kiện thứ nhất là các bạn phải bôi đen cái vùng giới tính đúng không ạ? Phải điều kiện là gì ạ? Các bạn mở ngoặc kép ra giới tính là nam. Đấy các bạn đóng ngoặc kép lại phải Tiếp theo là gì? Cái vùng điều kiện thứ hai là các bạn bôi đen cái vùng doanh thu này. Đấy, phẩy điều kiện là gì ạ? Lớn hơn 600 đúng không? Các bạn mở ngoặc kép ra, lớn hơn 600, các bạn đóng ngoặc kép lại, đóng ngoặc đơn lại. Đấy, các bạn enter. Thì như vậy là chỉ có hai bạn nam mà doanh thu lớn hơn 600 thôi. Đây là một bạn này này và bạn thứ hai là bạn này. Đấy, chỉ có hai bạn này là bạn nam và có doanh thu lớn 600. Thì tương tự bạn nữ nhá, mình sẽ đếm có bao nhiêu bạn. Đấy thì các bạn bằng COUNTIFS này. Cái đầu tiên là giới tính trước này, đúng không ạ? phẩy. Tiếp theo là gì ạ? Cái điều kiện là giới tính thì ở đây là nữ đúng không ạ? Đấy. Đóng một kép lại, phẩy. Tiếp theo cái vùng điều kiện là cái doanh thu ở đây. Đúng không ạ? Phẩy, cái điều kiện là gì ạ? Các bạn mở ngoặc kép ra là lớn. Các bạn chú ý nhá, các bạn có thể ghi trực tiếp là lớn hơn bằng 600 hoặc các bạn ghi vào cái ô này này. Các bạn dịch cái công thức này ra hoặc các bạn thu nhỏ công thức này Ở đây cái 600 mình sẽ để vào cái ô này rồi, cho nên các bạn sẽ tích vào luôn vào cái ô này nhá, là ô H13 này, các bạn enter đấy nó cũng ra hai bạn ạ đấy các bạn thấy chưa bạn nữ mà lớn 600 thì có một ở đây này và hai ở đây đấy bây giả sử mình thay ở đây là gì ạ lớn hơn hoặc bằng 300 đi bạn nữ mà lớn 300 thì như vậy ở đây là có bốn bạn đấy các bạn thấy chưa đấy các bạn có thể để ở vùng điều kiện ở một cái ô để mình tham chiếu đến nhé hoặc các bạn có thể ghi trực tiếp ở đây trong cái ví dụ trên ý, nếu như mình ghi là lớn hơn 600 mình cố định thì khi các bạn thay đổi ở đây là lớn hơn 300 đấy, thì công thức nó sẽ không tự nhảy ạ tại vì ở đây nó gán là cố định là 600 luôn, nhưng các bạn xóa cái này đi. Mà các bạn thay bằng cái điều kiện là cái ô ở trên này. Đấy, thì lúc này công thức nó sẽ tự nhảy. Đấy, lúc này nó sẽ ra là 5 bạn đúng không? Khá là hay. Các bạn chú ý như trong hai cái ví dụ trên này là có một điều kiện thì các bạn cũng có thể dùng hàm cao ít vét được ạ. Ok, tiếp theo là hàm tính trung bình. Ở đây giả sử mình có doanh thu của các nhân viên theo 4 quý nhá. Thì các bạn sẽ dùng cái hàm AVERAGE đúng không ạ? Đấy. Các bạn ấn mũi tên xuống các bạn ấn tab này thì các bạn sẽ bôi đen bốn cái quý này đấy các bạn enter đấy như vậy trung bình của bốn cái quý này là bao nhiêu ạ một hai tám các bạn tích đúp xuống các bạn thấy không khá là hay ạ hàm tiếp theo là hàm gì ạ mình sẽ làm cái hàm today today là cái hàm trả về ngày hôm nay đấy ở đây các bạn sẽ bằng gì ạ? bằng today này các bạn ấn tab này các bạn đóng ngoặc này enter luôn đấy ví dụ hôm nay mình ghi video là ngày bao nhiêu ạ? ngày 28 tháng 4 năm 2020 đấy mình sẽ ứng dụng của cái hàm today trong trường hợp ví dụ mình có các cái sản phẩm nhé đây là hạn sử dụng. Và đây là ngày hôm nay thì các bạn có thể bằng cái tu đây luôn. Đấy các bạn đóng ngoặc lại, enter, đấy. vậy các bạn tích đúp kéo xuống. Bây giờ mình sẽ tính là số ngày còn lại theo cái hạn sử dụng này thì các bạn rất đơn giản là các bạn lấy cái bằng cái ngày của hạn sử dụng này các bạn trừ đi cái hàm tu đây ở bên này. Đấy các bạn enter thì nó sẽ ra còn lại là 35 ngày của cái sản phẩm gãy xe số 1 này. Đấy các bạn tích đúp xuống, đấy các bạn thấy chưa? Ví dụ bạn này còn có 11 ngày thôi. Đấy, rất là nhỏ cho nên các bạn phải chú ý khuyến mại hay gì đấy để mình cố gắng mình tiêu thụ hết cái sản phẩm là gãy xeo số 3 này chẳng hạn thế nhé. Tiếp theo là hàm đết. Hàm đết thì được sử dụng để đảm bảo là bạn nhập đúng 100% ngày tháng mà bạn mong muốn nhé. Tại vì đôi khi mình khi mình định dạng xe hoặc là các bạn không biết công thức gõ ngày tháng ấy thì dùng hàm đết này thì đảm bảo cái ngày bạn nhập vào là luôn luôn đúng ạ. Ví dụ mình bằng đết này. Ví dụ bạn muốn nhập vào của ngày 28 tháng 4 năm 2020 nhé mà các bạn không cần quan tâm định dạng là như thế nào các bạn. Gõ hàm đết này. Ví dụ đầu tiên là năm đúng không ạ? 2020, phẩy thành phần tiếp theo là tháng đúng không ạ? Thì ví dụ là tháng tư đấy, phẩy cái ngày là bao nhiêu? 28. Đấy, còn đóng ngoặc lại, các bạn enter. Đấy, như vậy là các bạn không cần quan tâm định dạng như thế nào, các bạn chỉ cần nhập vào như thế này là chắc chắn là ngày 28 tháng 4 năm 2020 rồi. Đấy, bây mình xóa đi nhá. Ok, mình sẽ ứng dụng trong cái việc hàm date này cho cái việc mà mình sẽ tìm số ngày của tháng 2. Cái tháng 2 là một tháng khá đặc biệt tại vì cái số ngày của nó nó không cố định. Đấy, ví dụ như mà năm nhuận ấy thì lại là 29 ngày. Còn các năm khác ý, thì nó lại chỉ có 28 ngày thôi. Bây giờ ví dụ mình làm sao để mình tính được tháng 2 của năm 2020 có bao nhiêu ngày. Đấy, thì mình làm như thế nào mình sẽ dùng hàm đế cho các bạn nhé. Các bạn sẽ bằng đếch này. Yêu thì mình sẽ lấy luôn là cái năm ở trên này. Đấy, lát nữa mình sẽ thay đổi cái năm này thì cái công thức này nó sẽ tự thay đổi theo đó. Phẩy. Tiếp theo là tháng thì các bạn chú ý mình sẽ lấy tháng 3 đi. Đấy, phẩy ngày mùng 1 đi. Tức là mình lấy cái ngày đầu tiên của tháng 3 các bạn trừ đi một Tức là mình sẽ lùi lại một ngày Thì nó sẽ ra là ngày cuối cùng của tháng 2 Đấy, mình sẽ ứng dụng cái hàm đếm này khá là hay Đấy, như vậy ở đây nó ra là gì ạ Ngày cuối cùng của tháng 2 là ngày 29 tháng 2 Như vậy là sẽ có 29 ngày đúng không ạ Như vậy mình sẽ thêm một cái hàm nữa Là cái hàm đây Mình sẽ lồng trước cái hàm đếm này Đấy, để nó sẽ trả về cái số ngày trong cái hàm này Đấy, nó sẽ ra ở đây các bạn chú ý nhé Mình sẽ format lại nó thành định dạng số đi ạ Đấy, các bạn sẽ tích vào số ở đây này Đấy, mình chọn number đi, đấy thì nó sẽ ra 29 ngày đây, mình co lại số 0 Bây giờ mình test nhá, ở đây mình ví dụ 2019 đi, các thấy không? Nó chỉ có 28 ngày thôi. Ví dụ năm 2018, đấy nó chỉ cũng chỉ có 28 ngày thôi. Đấy một số năm thôi ví dụ 2008, đấy thì nó sẽ ra là 29 ngày, khá là hay ạ. Tiếp theo là hàm vlookup, hàm vlookup là hàm mà được ứng dụng rất là nhiều trong Google Sheet, hay còn gọi là Google trang tính nhá. Ở đây giả sử mình có gì ạ? Mình có các thông tin họ tên, thành phố, điện thoại và ngày tuyển dụng. Bây giờ mình cần tìm số điện thoại của bạn Nguyễn Văn Ba này thì các bạn sẽ bằng điện bằng VLOOKUP này. VLOOKUP là tìm kiếm theo chiều dọc đúng không ạ? Thì đầu tiên là cái search key tức là cái giá trị mình cần tìm kiếm thì bạn Nguyễn Văn Ba này đúng không ạ? Phải thành phần thứ hai là range chính là cái vùng điều kiện ở đây. Đấy. Phải thành phần thứ ba là cái index tức là cái cột trả về mình đang tìm cái điện thoại đúng không ạ? Điện thoại các bạn tính từ họ tên này 1 2 3 đấy là 3 phải cái gì is đây ví dụ mình điền là không mình tìm chính xác lại các bạn enter đấy như vậy mình ra điện thoại của bạn nguyễn văn ban này bây giờ mình thay đổi bạn nguyễn văn ban và nguyễn duy dương nhá đấy các bạn nháy chuột phải các bạn copy này đấy mình paste vào đây các bạn nháy chuột phải các bạn paste vào đây đây các bạn chú ý nhá google sheet nó tự gợi nhắc cho các bạn một số cái phím tắt đấy cần c là copy cần x là cắt và cần v là dán đấy, các bạn close lại đây ví dụ mình tích vào đây mình căn v đấy các bạn thấy chưa số điện thoại đã được tức thay đổi theo bạn gì à, Nguyễn Duy Dương tiếp theo mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cái hàm hát lúc cấp nhé thì cái hàm với lúc cấp là tìm kiếm theo chiều dọc tức là theo cột còn hát lúc cấp thì lại tìm kiếm theo hàng tức là theo chiều ngang thì ở đây cái phần diện phần họ tên nó lại được bố trí theo hàng ở đây thì mình tìm cái điện thoại bằng cách nào các bạn bằng hát lúc cấp này đấy các bạn ấn tab này cái search key ở đây chính là cái bạn Nguyễn Văn Ban ở đây đúng không ạ phải cái lên tìm kiếm thì các bạn phải bôi đen cái vùng tiêu đề ở đây đúng không ạ phải Tiếp theo là cái hàng trả về index thì cái điện thoại làm hàng từ mấy ạ? Họ tên là hàng 1 này, thành phố hàng 2, điện thoại là hàng 3 đúng không? 3,0 bạn đóng ngoặc lại. Đấy thì nó sẽ ra điện thoại bạn Nguyễn Văn Ba. Đây là hàm VLOOKUP và HLOOKUP ạ. Tiếp theo mình hướng dẫn các bạn là Sparkline. Sparkline là vẽ đồ thị mini đấy ạ. Cái này rất là hay. Ví dụ mình có doanh thu của 10 nhân viên này từ các quý 1 đến quý 4 đúng không ạ? Bây giờ mình muốn đồ thị để mình hiểu xem là các cái quý nó như thế nào nhé thông thường các bạn nhìn con số này các bạn rất khó hình dung cái độ mà nó chênh lệch như thế nào thì mình sẽ dùng cái hàm gì bằng sparkline này đấy các bạn ấn mũi tên xuống các bạn ấn tab này thì cái data là gì các bạn bôi đen bốn cái số liệu này thôi đấy các bạn đóng ngoặc lại các bạn enter đấy các bạn thấy chưa đây là đồ thị của bốn quý này đấy các bạn có thể mở rộng cái hàng này ra nhìn cho nó đồ thị nó đẹp hơn nhé đây các bạn kéo xuống Đấy thì nó sẽ ra là doanh thu đồ thị của các cái tháng này các bạn thấy nó sẽ vênh nhau như nào. Như vậy ví dụ ở đây là quý 3 này cao nhất này, đấy các bạn thấy không? Đấy như vậy là quý 2 là cao thứ nhì. Tương tự ở đây thế. Đây là ba quý đầu rất là cao nhưng quý cuối rất là thấp đấy. Đây là cái sparkline nhé. Tiếp theo là cái hàm Google Translate, hàm này rất là hay đấy, tức là nó sẽ dịch cái ngôn ngữ của các bạn. Ví dụ mình có tiếng Việt là xin chào, em mình muốn xem tiếng Anh là gì, tiếng Tây Ban Nha là gì, Trung Quốc, Italia là gì hoặc Phan là gì nhé đấy thì các bạn sẽ bằng gì? bằng google translate này các bạn ấn mũi tên xuống nhé đấy hoặc các bạn tích vào đây đầu tiên là tích là cái ô mình cần chuyển ngôn ngữ đúng không ạ phải tiếp theo là cái sọt language ở đây là tiếng việt đúng không ạ thì các bạn mở ngoặc kép ra là vi đấy tiếng việt là vi đúng không ạ vi các bạn đóng ngoặc kép lại phải tiếp theo là cái target tức là cái ngôn ngữ mà các bạn cần chuyển đến nhé tiếng anh thì gì ạ các bạn mở ngoặc kép ra là en đấy các bạn đóng ngoặc kép lại đóng ngoặc đơn lại các bạn enter đấy như vậy cái sheet cái xin chào đó là hello đúng không ạ nó sẽ mất một thời gian để nó loading đấy các bạn kéo xuống các bạn thấy chưa đang loading này đấy have fun này đấy. các bạn thấy không khá là hay ạ cái này chỉ có google có thôi nhá excel sẽ không có đâu ạ tương tự nhá spanish là gì ạ bây giờ các bạn chú ý nhá mình sẽ để cái link mà các cái mã của ngôn ngữ mình sẽ để ở đây nhá thì các bạn sẽ tích vào đây để các bạn tra nhá tiếp theo là tiếng tây ban nha nhé các bạn bằng google translate translate này các bạn ấn mũi tên xuống các bạn ấn tab này thì cái tích là cái các bạn có thể chuyển từ tiếng Anh hoặc tiếng Việt nhé. Ví dụ mình vẫn là tiếng Việt đi là OB4 phẩy. Đầu tiên cái sọt là tức là cái gốc này thì mình ghi là VI là tiếng Việt đúng không ạ? Đấy, đóng ngoặc kép lại phẩy. Tiếp theo là target tức là cái ngôn ngữ đích mình cần đến này. Tây Ban Nha là gì ạ? ES này, đấy. Các bạn đóng ngoặc kép lại, đóng ngoặc đơn ạ Đấy các bạn enter. Đấy nó loading một tí, đấy nó là gì ạ? Ai hô la gì đây này, mình cũng không rõ đâu. Tiếng Tây Ban Nha mà. Đấy bạn nào biết tiếng Tây Ban Nha các bạn có thể dịch nhé. Đây ví dụ mình tích vào link đây này. Ở đây mình đã để link rồi nha, các bạn tích vào cái link này. Đấy nó sẽ ra một số mã đây này. Tiếng Akan đây gì, Albania gì đây này. Đấy, các bạn cần cái tiếng gì? Ok, cái tiếng này khá là hay đây. Bây giờ mình, mình chuyển sang tiếng AZ đi nhé. Đấy các bạn bôi đen các bạn copy. Đây, ví dụ mình sẽ sang đây, mình đổi ra AZ đi. Đây ví dụ AZ này, các bạn enter. Wow, các bạn có thể học các ngôn ngữ dựa trên Google Sheet này nhé. Đấy các bạn thấy không? Ký tự rất là lòng ngoạc. Còn tiếng China là gì? ơi mình ấn đu nhá. Đấy mình là Spanish cơ mà. Ok cái tiếng China các bạn bằng gì ạ? Các bạn bằng Google Translate này. Ví dụ mình chuyển từ tiếng Anh sang đi. Đấy. Phẩy thì cái sọt là gì ạ? Tiếng Anh là gì? EN đúng không ạ? Phẩy. Ta ghi tiếng China là gì ạ? Tiếng China ví dụ mình sang đây nhá, mình xem China hình như nó là CN thì phải. Ok mình làm xuống đây. Đấy, Chinese này, Chinese nó có hai cái kiểu. Đây ví dụ mình là ZHCN đi Mình cũng không hiểu lắm đâu ZH Gạch ngang CN Đấy các bạn đóng hoặc kép lại Đóng hoặc đơn lại Các bạn chờ một tí nó nốt nhá Wow Rất là hay luôn Tương tự thì tiếng Italia và tiếng Pháp nhé Thì các bạn sẽ tự các bạn điền nhé Cuối cùng là cái hàm Unique Tức là hàm mà lấy về cái danh sách duy nhất Bây giờ các bạn rất đơn giản thôi các bạn bằng Unique này Đấy, các bạn ấn tab này. Thì các bạn sẽ bôi đen toàn bộ cái vùng dữ liệu đây. Đấy. Thì các bạn chú ý nhé cái vùng dữ liệu của mình, ví dụ cái gái cell một này, mình có hai cái hàng này trùng nhau. Cái hàng gái cell 3 này nó có hàng này trùng nhau. Thì như vậy sau khi nó xóa những cái trùng nhau đi thì nó chỉ còn từ gái cell một đến gái cell 10 ở đây thôi. Đấy các bạn enter này. Đấy các bạn chờ một tí các bạn thấy không? Đấy như vậy đây còn 10 cái rất là hay. Bây giờ giả sử cái gái cell một này mình sửa nhá, sửa cái số cuối thôi. Ví dụ 120 thì nó có đổi không? Ví dụ đây là 131 đi. Đấy, bây giờ mình làm lại nhé. Như vậy là cái gái xe một này với gái xe một này là không giống nhau. Đấy, tại vì cái gì, cái giá trị quý 4 nó khác nhau nhé. Bây giờ mình xem này, các bạn bằng Unique này, các bạn ấn tab này, các bạn bôi đen toàn bộ cái vùng dữ liệu này. Các bạn enter. Đấy, như vậy nó vẫn giữ cái gái xe một Tức là gì ạ, cái hàm Unique này, nếu mà các bạn bôi đen toàn bộ vùng dữ liệu này, thì nó sẽ quan tâm là toàn bộ các hàng nó phải trùng nhau thì nó mới xóa. Đấy, như vậy chỉ có cái bạn gái CO3 này nó trùng nhau toàn bộ thì nó mới xóa nhá. Đấy. Ok, bây mình xóa đi nhá. Nhưng mà trong trường hợp mình muốn lấy tên không thôi, tên nhân viên thôi thì các bạn bằng gì? Vậy? Các bạn bằng Unique này. Đấy các bạn chỉ bôi đen cái phần nhân viên thôi. Tức là lúc này mình không bôi đen cái phần doanh thu các quý nữa. Các bạn enter. Đấy như vậy là gì ạ? Chỉ có 10 nhân viên thôi, các bạn thấy không? Rất là hay. Lúc này nó sẽ không quan tâm các cái quý bạn trùng nhau hay không trùng nhau nữa. Bây giờ mình quay lại cái sheet một nhá Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của gà cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học Google Sheet nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.